Rồi. Quá dễ thương. Một lần nữa xin được chúc mừng hai bạn. Và một phần quà của chương trình sẽ dành cho hai bạn, đó chính là phần thưởng trị giá 20 triệu đồng. Và xin mời ông Tâm và Nguyệt sẽ trao phần quà cho hai bạn. Để hai con đi ăn cay âm. Vâng, thưa quý vị, chương trình của Quá Sợi Duyên đến đây là kết thúc. Quý vị hãy nhớ đón xem chương trình tập sau vào lúc 20:35 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy cho anh là mây mãi bên cạnh nhau suốt tháng ngày. Nếu như em là nắng, hãy hôn anh nồng say, tình yêu luôn ngất ngây. Hứa mãi yêu người nhé, sẽ yêu không đổi thay. Dù khi xa cách vẫn luôn đông đầy, hứa mãi bên cạnh nhé, mãi ôm trong vòng tay này, hạnh phúc khi có nhau mỗi ngày.